Vâng, em còn theo dõi một nhà vườn nữa. Gần đấy ở vùng này cái cô mặc áo đen đấy, cô này nó bảo làm gì có cô em có vườn à? Thế thì đi chỗ khác, về nhà anh Tấn hay là về anh Tấn? Anh Tấn là thầy giáo, anh Tấn và anh Dũng đầu hỏi hỏi đấy là thầy giáo dạy trường cấp ba đấy. Em có cái chỗ mà ứng ứng tiên của anh em công nhân thì khoảng ở vùng bảy đó. Anh nên liên hệ với bên chỗ Ừ. anh Trường, Dạ. anh làm cái trang trại đấy, mình nếu hợp tác Thì anh làm là được. bây giờ Dạ, khoảng bao nhiêu thì đủ? để lệ sau em liên hệ có Tầm đồng chí ở Sài Gòn đó, tầm là bọn 20 em ra triệu luôn, đủ không? có hẹn gặp đó. Cậu Dương là ai? Dương là giám đốc. Dương là giám đốc à? Dạ. Cậu Dương còn ít tuổi, chắc là Vâng, bằng 91. tuổi đấy, Ít bằng tuổi. bằng tuổi em, Dạ. ít tuổi hơn em mấy năm. Ừ. Em 83. Cậu Nằm Dương rồi đó. cũng giỏi đấy. Đang chịu khó. Ừ. Đấy có đúng như kiểu nó gọi là thiếu vi lượng, nhiều cây thiếu vi lượng không? Nhiều cây lá vàng như kia là thiếu vi lượng, còn nhìn trông ấy, em thấy là vườn này là phòng trừ sâu bệnh khá là tốt. Bởi vì theo dõi em ấy thì là cách 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 chăm bón sâu bệnh là khá là tốt, nhưng cái vi lượng thì ít người để ý đến.